Tại Việt Nam, Sài Gòn dông lốc, hàng loạt cây đổ, nhà tốc mái, đường lên Đà Lạt ngập sâu. Một huyện ở Hà Tĩnh có hơn 4.300 học sinh nghỉ học vì bệnh đau mắt đỏ. Gần 40 trẻ sơ sinh tử vong mỗi ngày. 4 ngân hàng nhà nước giảm lãi suất xuống mức thấp nhất kể từ khi dịch bệnh. Trên thế giới, Ukraine bác cáo buộc tự bắn nhầm thành phố miền Đông. 50% cử tri độc lập ủng hộ luận tội Tổng thống Joe Biden. Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương bị cách chức sau cáo buộc ngoại tình. Bác sĩ không thấy dấu hiệu làm giả vụ xác người ngoài hành tinh. Hi Ho xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình trưa nay ngày 20 tháng 9 của Khoe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là thông tin tại Việt Nam. Cây đổ, nhà tốc mái trong cơn mưa lớn cuối chiều tại Sài Gòn. Từ 18 giờ chiều qua ngày 19 tháng 9, mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều khu vực như là quận 8, quận 5, quận 11, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông hỗn loạn. Mưa như là cuồng phong khiến các cây xanh bị bật gốc la liệt, có đoạn đường dài 300m nhưng có đến 5 cây bị bật gốc. Mưa trắng trời, che mờ cả những tòa nhà cao tầng, việc di chuyển của người dân rất khó khăn và nguy hiểm. Theo như đại diện công ty cây xanh, mưa lớn đã làm đất quanh gốc mềm xốp cùng với dông lốc bất thường khiến hàng loạt cây xanh bị đổ trong tối ngày 19 tháng 9. Trên đường Trần Tướng Công, phường 10, quận 5, mái tôn của chung cư Đỗ Văn Sử tốc mái bay xuống đè lên 9 căn nhà gần đó. Nhiều mái tôn nằm lơ lửng trên mái nhà, đường dây điện gây nguy cơ cho người đi đường. Lực lượng chức năng đã tháo dỡ 29 tấm tôn và 22 cây sắt nguyên khối. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo từ hôm nay ngày 19 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, Sài Gòn sẽ tiếp tục có mưa lớn kèm dông lốc. Do đó thì quý vị sinh sống tại đây hoặc là di chuyển qua đây cần mang theo áo mưa, cẩn trọng tìm nơi trú khi mà gặp mưa lớn hay là gió to. Còn tại Lâm Đồng, vào lúc 15 giờ cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 20 và tỉnh lộ 721 qua thị trấn Madagui, huyện Đạ Hoa ngập sâu, giao thông ùn tắc hơn 1 giờ. Các tuyến đường thuộc thành phố Đà Lạt như là Ngô Quyền, Võ Thị Sáu, Phan Chu Trinh và 30 tháng 4 ngập gần nửa mét. Nước từ trên cao đổ xuống thành dòng đục ngầu tràn vào nhà dân ở thị trấn Madagui và xã Madagui khiến hàng chục nhà bị ngập hơn nửa mét, nhiều tài sản, vật dụng hư hỏng. Nhiều diện tích cây trồng chìm trong nước, nguy cơ cũng hư hỏng nặng. Theo VN Express, một người dân ở xã Madagui cho hay, mưa quá to và kéo dài khiến nước từ trên đồi cao cùng bùn đất đã đổ thẳng vào nhà không kịp trở tay. Và sau hơn 2 tiếng mưa ngớt, nước rút dần. Quốc lộ 20 là tuyến đường chính nối Đà Lạt với các tỉnh Đông Nam Bộ. Những năm qua thì đoạn đường này thường xuyên bị ngập sâu gần 1 mét, nước chảy xiết. Một huyện ở Hà Tĩnh có hơn 4.300 học sinh nghỉ học vì bệnh đau mắt đỏ. Hôm ngày 19 tháng 9, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Hà cho biết, tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, bệnh đau mắt đỏ đang lây lan nhanh. Và tính từ ngày 13 tháng 9 đến nay, thì toàn huyện đã ghi nhận trên 4.300 em học sinh mắc bệnh. Để tránh lây lan diện rộng trong trường học, ngành giáo dục huyện đã đề nghị các nhà trường cho học sinh bị bệnh nghỉ học. Và hiện có khoảng 50% trong tổng số các em bị bệnh đã đi học trở lại bình thường. Theo như ngành y tế Hà Tĩnh, đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận trên 30.000 ca đau mắt đỏ, tập trung nhiều ở các huyện như là Hương Khê, Kỳ Anh và Lộc Hà, trong đó có hơn 12.000 ca đã khỏi bệnh. Ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên rụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt. Người bị bệnh, người nghi bệnh cần hạn chế tiếp xúc với người khác, không tự ý điều trị để tránh biến chứng nặng. Và cũng liên quan đến sức khỏe trẻ em, hôm ngày 19 tháng 9 tại Hà Nội, đại diện vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế cho hay, theo những ước tính của Liên Hợp Quốc năm 2021, chỉ số tử vong của trẻ sơ sinh ở Việt Nam là gần 10/1.000, tức là cứ 1.000 trẻ em sinh ra thì có gần 10 trẻ sơ sinh tử vong, tương đương với 39 trẻ sơ sinh tử vong mỗi ngày. Và đối với trẻ dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi, chỉ số này lần lượt là 18.9/1.000 và 12.1/1.000, tương đương khoảng 19 và 12 trẻ tử vong. Trong khi đó, ở Thái Lan, chỉ số tử vong trẻ dưới 5 tuổi là 8/1.000, với các nước phát triển, chỉ số này ở mức 1-2/1.000.
Theo đại diện này, tỷ lệ tử vong ở trẻ em Việt Nam còn cao so với các nước, nhất là trẻ dưới 1 tuổi ở vùng nông thôn, tỷ lệ này cao hơn gấp 2 lần so với thành thị, ở miền núi cao gấp 7 lần. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam còn nhiều khó khăn trong việc giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi như là thiếu nhân lực, cán bộ chuyên môn sản, nhi, gây mê hồi sức, thiếu cơ sở vật chất, thiết bị. Ở vùng khó khăn, năng lực cấp cứu sản khoa, sơ sinh còn hạn chế. 4 ngân hàng nhà nước giảm lãi suất xuống mức thấp nhất kể từ khi dịch bệnh. Vào hôm ngày 19 tháng 9, 4 ngân hàng trong nhóm Big 4, nhóm ngân hàng nhà nước gồm Vietinbank, Vietcombank, BIDV và Agribank vừa giảm thêm lãi suất huy động các kỳ hạn. Với mức giảm từ 0,2 đến 0,3% mỗi năm, mức lãi suất huy động của nhóm ngân hàng nhà nước đã giảm xuống mức thấp nhất là 3,5% mỗi năm và cao nhất là 5,5% mỗi năm tùy kỳ hạn. Và đây cũng là mức thấp nhất kể từ khi mà dịch COVID-19 bùng phát. Ở nhóm ngân hàng cổ phần, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cũng giảm liên tục. Và từ đầu tháng 9 đến nay đã có hơn 20 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động, trong đó có MB, OCB, ACB, Techcombank, Nam Á Bank, GB Bank đã giảm 2 lần. Và tại ngân hàng Nam Á, Nam Á Bank, sau khi mà giảm lần thứ 2 thì lãi suất kỳ hạn 6 tháng còn 5,6% mỗi năm, dưới 11 tháng còn 5,9% mỗi năm và từ 12 đến 14 tháng còn 6,3% mỗi năm. Tiếp theo mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Ukraine bác cáo buộc tự bắn nhầm thành phố miền đông. Cơ quan an ninh Ukraine SBU ngày 19 tháng 9 đã bác thông tin bắn nhầm mà New York Times đăng, đồng thời khẳng định Nga đứng sau vụ tập kích vào khu chợ ở thành phố Kotiantynivka, tỉnh miền đông của Donetsk vào hồi đầu tháng. SBU cho biết lực lượng Nga đã sử dụng hệ thống phòng không S-300 dựa trên những mảnh vỡ tên lửa thu được tại hiện trường. Họ cũng đang xem xét một số tài liệu khác cho thấy Nga có liên quan tới vụ tập kích. Vụ tấn công vào khu chợ ở thành phố Kostiantynivka khiến ít nhất là 16 người thiệt mạng. Ông Zelensky khi đó cáo buộc Nga đã thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, tờ New York Times ngày 18 tháng 9 nhận định thiệt hại ở nơi này là hệ quả của một tên lửa mà Ukraine bắn nhầm từ hệ thống PAC dựa trên phân tích bằng chứng thu thập được. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 19 tháng 9 cho rằng Ukraine đã phóng một tên lửa 9M38 từ hệ thống tên lửa đất đối không PAC vào thành phố Kostiantynivka, kêu gọi phi quân sự hóa Kiev. Cả quân đội Ukraine và Nga đều sử dụng hệ thống PAC và S-300 do Liên Xô thiết kế. 50% cử tri độc lập ủng hộ luận tội Tổng thống Joe Biden. Theo như một cuộc thăm dò gần đây của CBS News YouGov, 50% cử tri độc lập tin rằng Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện nên luận tội Tổng thống Biden và 50% cử tri còn lại không đồng ý. Nhìn chung thì 47% người Mỹ ủng hộ luận tội và 53% phản đối việc này. Cuộc thăm dò này được tiến hành khi mà Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã mở cuộc điều tra luận tội ông Biden dựa trên 4 bằng chứng rằng: Thứ nhất, các nhà điều tra của Hạ viện phát hiện ra rằng ông Joe Biden đã nói dối về việc tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Thứ hai, hồ sơ ngân hàng cho thấy nhiều khoản thanh toán được chuyển đến các thành viên trong gia đình ông Biden thông qua các công ty vỏ bọc. Thứ ba, một hồ sơ nguồn tin của FBI cáo buộc ông Joe Biden được một giám đốc điều hành công ty năng lượng Ukraine hối lộ. Thứ tư, ông Joe Biden đề nghị đối xử đặc biệt với con trai ông là ông Hunter Biden trong bối cảnh Bộ Tư pháp điều tra thuế ông Hunter. Ông McCarthy cho hay rằng tổng hợp lại những cáo buộc này vẽ nên một bức tranh về văn hóa tham nhũng. Và đây là những cáo buộc lạm dụng quyền lực, cản trở công vụ và tham nhũng, Hạ viện yêu cầu điều tra thêm. Cuộc điều tra luận tội có thể dẫn đến một cuộc bỏ phiếu toàn thể tại Hạ viện về các điều khoản luận tội. Và nếu nhận được ít nhất là 218 phiếu tán thành, Hạ viện sẽ chuyển các điều khoản luận tội tới Thượng viện. Thượng viện sẽ buộc phải nghe bằng chứng trong một phiên xét xử. Ủy ban giám sát Hạ viện cho biết rằng các bước tiếp theo trong cuộc điều tra luận tội là thu thập hồ sơ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp của ông Hunter Biden và ông James Biden, cũng như là tiến hành các cuộc phỏng vấn với các cộng sự khác nữa của ông Hunter Biden. Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương bị cách chức sau cáo buộc ngoại tình. The Wall Street Journal hôm 19 tháng 9 đã dẫn lời những nguồn tin thân cận từ một cuộc họp cho hay rằng cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, người bị cách chức vào hồi tháng 7, trước đó đã ngoại tình khi còn là đại sứ tại Hoa Kỳ. Bản tin cũng cho biết ông Tần đang hợp tác với cuộc điều tra và hiện tập trung vào việc liệu vụ việc hay hành vi của ông Tần có làm tổn hại đến an ninh quốc gia của Trung Quốc hay không.
các quan chức cấp cao của Trung Quốc được thông báo rằng một cuộc điều tra nội bộ cho thấy ông Tần có liên quan đến vụ việc này trong suốt nhiệm kỳ làm đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Hai nguồn tin nói với Wall Street Journal rằng ông Tần có một đứa con rơi ở Mỹ. Tại cuộc họp báo thường kỳ vào hôm ngày 19 tháng 9, khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh được hỏi về bài báo đó, bà nói rằng về việc bổ nhiệm về bãi nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, phía Trung Quốc đã công bố thông tin trước đó và tôi không biết về những thông tin khác mà bạn đã đề cập. Ông Tần đã được thay thế bởi nhà ngoại giao kỳ cựu Vương Nghị vào tháng 7 với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao sau một tháng vắng mặt bí ẩn chỉ sau nửa năm đảm nhiệm chức vụ. Ông là đặc phái viên hàng đầu của Trung Quốc tại Washington từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 1 năm nay. Bác sĩ không thấy dấu hiệu làm giả vụ xác người ngoài hành tinh. Thưa quý vị, sau vụ việc gây tranh cãi về hai bộ xác nghi của người ngoài hành tinh xuất hiện trong phiên điều trần tại Quốc hội Mexico, các nhà khoa học đã tiến hành nhiều thử nghiệm với hai mẫu vật này. Theo ông Joe J.C. Benitez, giám đốc của Viện Nghiên cứu Khoa học và Y tế, nghiên cứu đã phát hiện rằng các xác người này có bộ xương riêng và không thấy bằng chứng về việc lắp ráp hay là thao tác hộp sọ. Ngoài ra, nhóm của ông cũng nhận thấy rằng một cá thể từng còn sống có tính chất sinh học và đang mang thai. Ông Benitez khẳng định rằng những cái xác này không có quan hệ gì với con người. Hai cái xác được cho là được khai quật tại vùng Cusco ở Peru năm 2017. Chúng có đầu dài và ba ngón tay mỗi bên nhưng có hình dáng khá tương tự với con người. Vào hôm ngày 12 tháng 9, nhà báo James Marshall và nhà nghiên cứu người Mexico đã trình bày hai thi thể này trước Quốc hội Mexico. Ông Marshall cho biết chúng có xương chắc khỏe, nhẹ và không có răng, đồng thời có hai nguyên tố là cadmium và omi rất khan hiếm trên trái đất. Và ông cho rằng gần 1/3 ADN của họ không xác định, đồng thời khẳng định chúng không phải là con người. Tuy nhiên thì nhiều nhà khoa học gia, nhà khảo cổ và nhà khoa học tỏ ra nghi ngờ về phát hiện này. Vâng thưa quý vị, câu chuyện này khiến Hải Âu liên tưởng đến sự bao la rộng lớn của vũ trụ trong thiên thể mênh mang này. Trái đất giống như là một hạt bụi nhỏ. Và quý vị tin hay không vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh? Hãy bình luận ở phía dưới video quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.